Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách làm nhiệm vụ Airdrop để nhận được cái token có mã là CORGIB của cái PolkaBridge. Thì trước hết, quý vị hãy vào đường link, KTV sẽ để đường link để quý vị điền form ở phía dưới video này. Và đây là toàn bộ thông tin về cái dự án. Hiện tại, CORGIB đang chạy trên cái nền tảng ERC20 và chạy trên cái nền tảng Smart Chain Web20. Rồi, cho hết quý vị hãy join vào cái Telegram này. Đây, Telegram. Quý vị chọn Open này. Rồi, quý vị chọn Join này. Quý vị trở lại với trình duyệt này. Quý vị có thể tắt cái này đi. Rồi, quý vị hãy follow trang Twitter của họ này. Ok, quý vị chọn follow này. Ở đây KTV đã follow rồi. Tắt đi này. Tiếp theo, quý vị hãy retweet trang Twitter này. Rồi, quý vị chọn like này. Quý vị chọn retweet này. Và quý vị có thể tap thêm 3 người bạn vào. Quý vị chọn tweet này, quý vị chọn view để lấy đường link luôn này. Rồi quý vị hãy copy cái đường link cho Twitter này, copy xong quý vị kéo lên này, quý vị chọn cái ô cuối cùng và quý vị dán cái đường link vào đây. Ok, tiếp theo quý vị hãy join vào cái group meme này, open này, chọn join group này, rồi trở lại với trình duyệt này, tắt đi này. Rồi quý vị kéo này và chọn cái ô đầu tiên này này, quý vị hãy điền cái nick Twitter của quý vị này. Cái ô thứ hai là quý vị hãy điền cái nick Telegram của quý vị này. Cái ô tiếp theo đây là cái ô địa chỉ ví ERC20 này. Rồi, cái ô tiếp nữa là cái địa chỉ ví Web20. Quý vị có thể lấy ở cái ví chớt hoặc là ví Safipan. Rồi, còn cái ô này là ô retweet đường link. Sau khi điền xong, quý vị chọn gửi này. Ok, vậy là đã xong rồi.